Bichigo. Ok, và chào mừng các bạn đã đến với một clip mới trên kênh của Zeno nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với thử thách sinh tồn. À không, ngày hôm nay chúng ta sẽ không phải là thử thách sinh tồn nữa, mà là ngày hôm nay chúng ta, đấy bạn thấy chữ dòng chữ màu xanh xanh dưới chân mình không? Đấy, ngày hôm nay mình sẽ thử thách đấy cho những cái con này, nó sẽ phải đánh quẹo mình đấy, thì thi xem ai là ngày hôm nay sẽ hoàn thành được thử thách cho do trọng tài đặt ra trước nha. Đây thì đồng hành cùng mình đây là Pixel và Khang. Hello mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ phải kết hợp cả với sinh tồn nữa nha. Rồi chúng ta sẽ chết và mất đồ đấy. Nào bắt đầu nhá. 3 2 1 bắt đầu. Rồi mình sẽ rồi đi. Mình biết nhà biết ngay là chạy vô nhà đó trước mà. Đây đó nhờ. Kìa. Dạ. No. Có cục sắt vậy á. Mình lượm 3 cục mà. Mình được quả táo, mình được quả táo mọi người ạ. Ok. Rồi, thì như đầu tiên là mình sẽ phải quéo bởi Creeper thì phải. Đấy rồi, Creeper đây rồi. Cái gì đây? Thanh niên tên là No. Đâu rồi? Không, thanh niên Khang mồm điêu bốc phét đấy. Để coi, chuẩn bị win này, để xem ai bốc phét nhờ. Ok ạ. Gì đây? Ok ạ. Ok ạ. Thế này dịch chuyển tới đây, ok ạ. Ok ạ. Ok ạ. Tao tiện ba đi, dịch chuyển tới chỗ mình, quách. Creeper dễ mà không tìm đi tìm đấy. Không, Thầy Như Khang đang có đồ. Thầy Như Khang đang có đồ. Đi xe đi, cứ đi cản đường là. Có mai. Ôi Creeper thế này. Ui. No. Anh ơi, đổi đi con tôi thải đấy. Đâu, không ai chết ạ. Cho bây giờ đi. Đi mất rồi. Thôi kiếm hàng khác ý hàng đó gà. Hello Creeper. Chúng ngồi chết vào con nhẹ đi, chết là mất hết đồ nha. Gì đây? Tất cả. Tao mới thấy nhận màu kìa. Ai đây? Ai Creeper? Cùng nhau được điểm, cùng nhau được điểm. Trời ơi. Bây giờ chúng ta vẫn phải đợi gọi là mini game tiếp theo nha. Đấy, từ từ ăn. Bây giờ mình Ủa TNT ạ. Trời ơi, TNT ạ. Trời ơi. Tính ra là một người thấy là ba người cùng được dịch chuyển à. Ảo ma camera nha. Ok kìa. Ok kìa. Nãy ra đâu mà. Ủa zombie dễ. Đến gần là mấy thanh niên. Ơi, đấy. Mấy thanh niên dịch chuyển. Gì đây? Sao mấy xuống đây được? Anh em đi. Không. Ôi. Bị sao đi. Vẫn còn được. Cuốn em chứ. Đến rồi 2 điểm rồi. Cuốn em đi. Ai cũng win được kìa. Ui giời. Thế à, tính là ai cũng được điểm. Ok. Được điểm luôn à. Lại giơ mai nữa. Dở đầu cái đi 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 như đi 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 như không, tôi không chỉ đâu. Em không bé ơi. Ok à. Sao lại có cái hàng nét. Cụt? Cái không bé ơi. Sao lại cái hàng cụt? No. Oh what, mình chết bị giam bãi mà kìa. What? Ê, đừng có quấn như đâu nữa. Quấn ta đi, giam bãi, quấn ta đi. Mình đánh. Quấn ta đi. Mình đánh. Ôi ôi ôi. 3 điểm mà. Quấn em đi anh. Cái này tiếp theo là Creeper. Từ. Mình nhớ cái hang nào đâu đó quanh đây nhỉ. Không, hang đó hết rồi. Rồi. Ăn con đấy nữa nhờ. Ôi giời ơi. Golem ạ, bắt dân là. Đi lên rồi. À không, mình sẽ tự sát bằng cách này. Cái nét. Đây rồi, hang mình đây rồi. Ok. Cái hang của mình đây rồi. Creeper đâu rồi, cưng? Cưng ơi, cưng đang ở đâu? Hello. Cái hang đâu đó mình nhớ quanh đây này ha. Kìa, vừa nãy thấy chỗ này đứng nhiều lắm mà. Xuống tới hang rồi. No. Ủa, không còn nào hết trơn vậy? No, đừng. Ôi giời ơi. Ôi, có con nào đủ đâu ấy. Ôi giời ơi, 4 điểm. Tao đi đủ kìa. 4 điểm, còn cái nệt nha. Ôi, giống mày đuổi nước à. Rồi, lại dịch chuyển hết ra chỗ Dino, thề luôn. Không được ăn mạng thứ hai à. Rồi, cái này là tiếp theo chúng ta sẽ quéo bởi ui rồi Blink. Ui rồi cái gì em Blink clean ui rồi bây giờ 5 điểm luôn. Ui 5 điểm ui rồi 9 điểm bây giờ. Ui mình còn bị đói nữa chứ. Ui đây gì đấy. Yên tâm mình. Ui xời. Được đến đây luôn à. Blink đâu, Blink clean đâu. Đến đây luôn à. Ok. Đến này phải đi tìm Blink à. Ui ta nghe. Đây con anh ơi bắn em. Một anh đi rồi. Bắn em. Anh phải bắn em đi. Bắn em. Ok. Bắn em đi. Tao con lợn này nó dí hoài vậy. Không phải con lợn này. Ôi trời thầm chết. Không phải con lợn này. Bắn em đi.
con này bắn cái gì đâu, con này nó cãi là chúng bắn cái gì. Mình đấm chết. Video đi rồi. Tôi đi rồi. Đói đói rồi, Bích Linh đâu? Đấm đi, Bích Linh. À đây rồi, anh Bích Linh ơi, qua đây Bích Linh ơi. Anh Bích Linh, bắn em anh Bích Linh. Đúng rồi, bắn em đi anh. Bắn em. Chắn cung mặt. Chắn cung mặt. Chắn cung mặt. Anh, bắn em anh. Bắn em đi anh. Em bên này mà. Anh, em bên này mà anh. Mà kệ, tao đi đâu giết mình cay thế à. Còn một mình thiên nhiên ở dưới đấy á. Ngoài tính ra nè. Oh my god. Nếu như mà, nếu như mà, sao ta? Bây giờ mình có vũ khí là mình tiêu diệt mấy thanh niên khác là mình dễ ăn điểm hơn. Đúng vậy, vừa nãy. Ôi thôi. Ôi ôi, gì đây? Ờ, à đây rồi, cái tên bên đây. Ơ, anh đây bắn em. Đâu đây, đâu đây. Kệ. Bắn em đi. Bắn em. Bắn em đi, kệ. Bắn em đi, bắn em đi. Bắn em đi, bắn em đi. Không được. Anh em bắn em, anh em bắn em. Đâu, thanh niên Zeno lại ăn rồi kìa. Sờ cái đen tên. Vô đi. Vô đi em. Vô đi em. Một phát nữa. Ồ, 10 điểm, ok. Ui, cái gì đó phim. Bao nhiêu điểm mới win đây? Đây 15 điểm thôi. Ui. Trời ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi 15 điểm. Bi à, ok, chúng ta đi kìa, ok. Sao sao tôi nhìn chui được đến nhỉ ra? Đi đường nào nhỉ? Ok. Anh ơi, đánh em đi, anh ơi, đánh em đi. Anh ơi, em sắp đi rồi, anh ơi. Ờ, thì mình sẽ đi đâu? Ok. Ở dưới mai này, anh ơi. Đây rồi, đây rồi, được rồi, được rồi. Đi gì bây giờ? Ờ, thì mình sẽ đi đâu? Con này của em, con này của em. Con này của em. Ôi trời ơi. Đúng rồi anh ơi. Đúng rồi. Hay quá. Một điểm. Ờ kìa con điểm. Chưa. Một điểm ạ. À. Trời. Ô okay. Lại đâu kia. Ơ cá heo. Ơ. Cá heo chết kia gì. Ôi trời ơi phù thủy. Trời ơi quýt. Oh my god quýt. Phù thủy à ok. Ô. Ô next round. Ơ. Sao lại được next round này. Ảo ma Canada. Ô. TNT. TNT à? Ôi giời ơi, TNT. TNT à? Ôi giời ơi. Kiếm này rồi. Tự đi kiếm creeper mọi người, tự đi kiếm creeper để. Ô. Ok à? Ô cái gì ấy? Ô ra sa mạc rồi. Ôi. Ôi kiếm tôi thắp đi. Ôi đây ơi, đây ơi, đây ơi. Ấy da. Ấy da. Mình sao kiếm đá. Ô, mình sao đi đâu mất rồi? Ờ, đi đâu rồi? Ờ. Mình sao đi đâu rồi? Đi bị chỉ đâu? Ấy da thì đi bị chỉ. Làm sao? Làm sao? Ê ok. À đây. Ta ai? Ta đến rồi đây. Đâu? Ai? Ấn đâu? Hay quá. Tôi đi rồi mọi người. Đi ra. À, đi ra. Lại rồi đi. Rồi xong. Cái giờ. Bây giờ lại đây căng thẳng rồi mọi người. Máu rồi, giờ phải đi từ từ xuống à. Cái thật. Ok. Ui thanh niên nhảy xuống té chết này. Em thanh niên té đi nhá. Ok, ta chết thật. Ê chết thật. Ok. Ui trời ơi, cay thật sự. Ôi trời. Ôi cay thật sự. Nhanh. Ôi trời ơi. Đâu nó đây? Mất. Ờ. Ủa? À. Ủa. Là chỗ đó. Ui giời đây rồi kim đá. Lại chỗ cũ, chỗ cũ. Chỗ cũ kim đá. Chỗ cũ còn đồ của mình. Ấy rồi. I can kích hoạt. Anh sẽ là người chết đây. Đi ra. Ok, xong kinh hoạt. Ok. Ui. Ui. Ok. Trời ơi. Tại không được điểm chơi. Không ai được điểm. Không ai được điểm. What? Rồi nó chuyển qua à, nó chuyển qua skeleton trước khi chết rồi. Cái gì vậy? Cày nhà lâu quá chứ không chờ. Không được. Trời ơi, đi tìm skeleton em không mới chứ. Ồ. Ok. Đi đâu em? Có skeleton. À. À, ui, con này của em. Zeno, con này của em. Zeno. Ôi, trời ơi, của mình. Bắn em đi anh, bắn em đi anh. Ok, bắn đi qua này nữa. Bắn em anh, em còn một máu thôi, bắn em. Em anh ơi. Bắn em anh, em bên này. Em bên này. Ui, em bên này anh ơi. Bắn anh đi làm gì? Ôi trời ơi, cái càng đi. Yes. Đang ăn rồi. Con chó. Sói à, chó sói. Giết rồi, chó sói à. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, vừa xong đến next round à. Ui đang im đi đào mà thầy. À quên mình chó sói cắn. Ôi trời skeleton. Skeleton nó kìa thầy. Tôi có cơ nổ chết này. Skeleton này. Ủa ok. Ui hai con liền, ba con liền. Bắn em đi anh. Em ăn, em ăn. Em đây mà anh, em đây. Em đây. Em hỏi tên đầy đủ đàng hoàng. Ok. Ôi giời. Ok. Bị creeper nổ luôn cây thế. Ui, phía sau kìa. Phía sau nổ. Creeper nổ chết này.
Đây, ok, đỏ đi, đỏ đi, đỏ cay đấy nhờ. Giờ được điểm ạ, cay đấy nhờ. Ui, ồ, cái này là phù thủy mọi người. Ủa, búp bơ phít à? Cá nóc à? Búp bơ phít, cá nóc, cá nóc. Đây, phải ra biển. Cá nóc, phải ra biển, trời ơi. Rồi. Cá nóc à. Bây giờ tôi tìm biển. Ây, ôi, đâu đây? Rồi, đây. Biển à, biển à. Đây, ui, đi, có cá này, đi, có cá này, có cá này. Đi tìm cá nóc này. Không thích đi tiêu đi cá tìm cá nóc này đi à? Tìm cá nóc này cá nóc này nó bé bé á còn cái nhỉ ôi 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 còn cá nóc này kìa ấy ấy con ôi rồi vừa mới đến thì con chết đuối à thân đi bị chết con chết ôi bị qua bóng mới qua bóng mới luôn này ảo thật đấy rồi ôi bị con này đánh chết con kia nhâm bi kìa đâu nhâm bi kìa gì đâu cắn em. Đánh luôn, tiện đây đánh luôn. Ui ui. Đi dạ, đi dạ. Đi dạ. Anh ơi, cắn em đi, anh ơi cắn em đi. Cắn em. Đánh em đi anh. Anh. Đánh em đi anh. Anh em bên này. Sao anh cắn? Em bên này ơi. Em bên này mà. Đừng đi anh. Đi Geno. Ừ. Ok, em chết với Geno nữa. Ừ. Bi xẹo. Ui, 11 điểm rồi. Trời ơi, hoàn thành. Ui, lại về đấu phi à? Lại. Ôi, lại cho sói. Cho sói à? Lại cho sói à? No. Bây mình chỉ biết đợi thôi, đợi đến được chó sói đi. Ờ, chỉ còn có heo rồi. Nó chuyển sang có heo kìa. Có heo nãy rồi mà ta ơi kìa. Ui, lại pick lên. Cái này mình vừa giành chiến thắng là mình sẽ win luôn này. Biết ạ. Ờ lấy thêm ít thức ăn nữa đi. Ui, đâu đấy? Đâu? Ồ. Ngay đi, bắn em đi. Ê, ngon. No. Cái kiếm đá đây. Đây lượm kiếm đá với xe rồi chết lỡ rồi. Kiếm đá. Ơi, anh dạ. Đúng rồi, một phát nữa anh. Một phát ở kỳ một anh. Phát nữa. Ui, xong rồi. Bây mình chỉ cần đợi đứng đây đã. Ồ. Ui trời ơi, trời gì chiếu quá đi mà. Ok, đã di chuyển qua. Ở đây được di chuyển được. Ui, di chuyển được. Anh bắn em đi, Em bên này, anh ơi, em bên này. Anh em bên này. Con này nó đi luôn rồi. Đi tìm anh luôn. Con sóc linh nó đuổi xin ô rồi. À đây còn một anh nhưng mà anh này bé xíu rồi chơi cái gì. Anh ơi. Anh ơi lượn đâu. Ui, còn một anh ở dưới cái hang. Ui, một anh dưới cái khe này. Ui, nhức nách, anh người heo rồi. Một anh dưới khe. Một anh ở dưới khe này, để xuống coi. Kệ thôi, đi qua đi được. Ơ. Đi ra. Đi luôn rồi. Đúng rồi anh. Đúng rồi. Có skeleton đừng có bắn em ở kìa. Ôi. Ôi mày làm mà xuống để mà không chết ta. Ai da. Anh ơi đánh em đi, đừng có đánh gì nữa. Ui trời ơi, tên em nó ăn rồi kìa. Mình vừa xuống. Mình cũng ăn nè, em cũng ăn được 9 điểm. Ui trời ơi. 9 điểm à. Ôi giời vừa đấy. Trời ơi, ăn. Vừa đấy video phạt con cá nóc thêm mà video không được điểm nào. Thế mà không lên được mọi người. Ôi giời non, thấy chưa? Bây giờ đi tìm cá heo nữa. Nghiệp quật. Thôi ngày hôm nay em chơi 15 điểm đấy mọi người. Trở lại 15 điểm. Ok bạn ơi, ngày hôm nay clip mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Đấy, nếu bạn thích mình đổi sang nhiều chế độ khác thì nhớ comment ý kiến mọi người nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên Noob Team và đăng ký ủng hộ mọi người nữa. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye.